Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ngày 23 tháng 9. Thưa quý vị, tình hình Covid-19 ở Việt Nam thì trong ngày 20 tháng 9, Việt Nam có dấu hiệu là đỡ hơn về chuyện Covid-19 khi mà chỉ có 8.681 ca nhiễm Covid-19 và được xem là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Và số ca tử vong ghi nhận trung bình trong 7 ngày qua thì ở mức là 234 ca và tình hình cũng giảm ở Sài Gòn. Tuy nhiên ở Sài Gòn lại có một cái câu chuyện mà xảy ra trong ngày 19 và 20 tây tháng 9 làm cho rất là nhiều người lo ngại là có khả năng sẽ làm bùng phát nguy cơ dịch bệnh. Đó là vào ngày sáng 19 và 20 tháng 9 tại Sài Gòn, cảnh hàng ngàn shipper xếp hàng dài cả cây số để chờ xét nghiệm tại 312 trạm y tế lưu động ở Sài Gòn. Nguyên nhân là do Sở Công Thương đã mở cửa cho lực lượng shipper được hoạt động trở lại để mà có thể giao chuyển hàng hóa thực phẩm đang bị dồn, bị tồn động quá lớn. Trước khi mà thành phố có chủ trương hoạt động trở lại thì lực lượng shipper chỉ có khoảng 20.000 người. Tuy nhiên hai ngày vừa qua thì số lượng đó như quý vị đang thấy cái cảnh rất là đông như vậy và rồng rắn như vậy và trong đứng khá là sát nhau thì làm cho nhiều người rất là lo ngại là có thể là bùng phát dịch bệnh. Và số lượng shipper hiện nay từ 20.000 người nay đã tăng lên là 92.000 người. Thì rất nhiều người bày tỏ cái sự cả cái sự lo ngại và cả cái sự bất bình nữa. Họ nói là hơn 80.000 người shipper đã được xét nghiệm free hai ngày một lần cho đến ngày 30 tháng 9. Như vậy ngoài cái chuyện là ngân sách thành phố sẽ phải uh, thực chất là tiền của người dân sẽ phải chi cho cái việc mà xét nghiệm miễn phí như thế này là khoảng 50 tỷ đồng là khoảng vào 2.19 triệu Mỹ Kim mới thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện đó là mình chưa tính đến bởi vì thực chất là cũng cần phải xét nghiệm cho shipper để bảo đảm là shipper không có nhiễm Covid-19 trước khi mà đến để giao hàng cho người dân. Nhưng mà cái cảnh mà shipper mà đông đúc và xét nghiệm virus như thế này, này á chỉ có giá trị ngay lúc đó về trước thì hiệu quả và có thể là sẽ có những cái hậu quả xảy ra như thế nào cho nên giải pháp là nhiều người người ta đề nghị là thứ nhất là phải làm sao đó để bảo đảm là chích ngừa cho shipper càng sớm càng tốt đầy đủ hai mũi càng sớm càng tốt. Vậy thứ hai là phải có một cái kế hoạch để mà xét nghiệm như thế nào đó chứ không phải là để dồn ứ một cái hàng dài vào trong cái cảnh mà chen chúc như vậy lên đến hàng ngàn người thì đó là cái điều rất là đáng lo ngại. Trở lại với nước Mỹ, thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết vào ngày hôm nay, theo thông tin của Reuters thuật lại thì Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 cho khách du lịch quốc tế đã được chích ngừa đầy đủ đi đường hàng không đến từ 33 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết là Âu châu. Quyết định đã được người điều phối viên chống dịch của tòa Bạch Ốc công bố vào sáng ngày hôm nay, đánh dấu một cái sự thay đổi rất là đột ngột của chính quyền của Hoa Kỳ. Khi mà mới có tuần trước đây thôi thì tòa Bạch Ốc cho là hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ bất kỳ cái hạn chế nào trong lúc mà cái ca Covid-19 đang tăng và vẫn là một cái mối lo ngại rất là khủng khiếp ở Mỹ và so với nhiều quốc gia khác thì theo nhiều người nhận định, đó, thưa quý vị, thì Mỹ quá thận trọng và chậm trong việc dỡ bỏ các hạn chế du lịch như vậy và ngày hôm nay trước cái thông tin mà tòa bạch ốc đưa ra đó thì các đồng minh bao gồm Anh và Đức rất là hoan nghênh quyết định này. Theo thống kê công bố ngày hôm nay trên New York Times thì tính đến ngày 19 tháng 9, trung bình số người chết mỗi ngày vì covid 19 tại Mỹ đã vượt qua 2.000 ca mỗi ngày. thì trong đó đó Hai cái tiểu bang mà hiện đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề nhất, chiếm hơn 30% số tử vong vì uh, dịch ở Mỹ đó. Hai cái tiểu bang hàng đầu hiện nay đó là Texas và là Florida. Và rất là ngạc nhiên thưa quý vị, California là quê nhà của chúng tôi đây cũng đã từng là một trong những cái tâm điểm vì uh, về dịch của Covid-19, nhưng mà nay lại là một cái tiểu bang mà có cái số người nhiễm và cái tỷ lệ nhiễm Covid-19 thấp nhất của cả toàn nước Mỹ. Và người ta so sánh cái cái đại dịch Covid-19 này với cái đại dịch flu cúm của năm 1918 đó, thưa quý vị, bắt đầu bởi cái virus H1N1 chuyển từ chim sang cho người đó và sau đó là làm bùng phát thì cái số mà tử vong vì cái nạn dịch năm 1918 là 2.5 phần ừ, trăm trong khi đó cái đại dịch um, coronavirus này thì cái số tử vong chiếm tỷ lệ là 1.6 phần trăm và hiện nay cái số tử vong vì covid 19 ở nước Mỹ đã lên đến 675.000 người rồi một cái tin tức nữa cũng um, cũng là một cái câu chuyện thêm một ví dụ nữa để cho thấy là cái hậu quả của cái việc không chích ngừa vaccine nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Đó là câu chuyện ngày hôm nay người ta thấy trên đài CNN trong cái chương trình New Day được phát sóng vào hôm thứ hai thì có hai cô cậu bé trong đó cái cô gái là Katie Lane là con gái của một người đàn ông 45 tuổi vừa mới qua đời vì Covid-19. Người đàn ông này có tên là Patrick Lane thì cô cô bé này đã lên trên đài của CNN và nói là cái chết của cha mình á vì covid 19 như quý vị đang thấy trên màn hình cô bé bên phải đang đang trả lời với cái người host đó thì cô nói cha cô vốn là một người khá là trung dung về chính trị không có cực tả cũng không có nghiêng về cực hữu gì hết đó là một người khá là trung dung và cũng theo dõi những tin tức của cả hai phía và không có cực đoan gì hết và cũng không phải là một người chống đối với vaccine nhưng mà trong những cái ngày trong cái tháng vừa qua đó thì ông bắt đầu theo dõi những cái tin tức ở trên Fox News với cái người host rất là nổi tiếng trên đài Fox News là Tucker Carlson cũng như là một số cái kênh YouTube mà nói về vaccine và gieo rắc những cái nỗi sợ hãi về vaccine rất là nhiều và làm cho ông bày tỏ với gia đình là ông khá là lo ngại là cái chuyện mà chích ngừa vaccine nó sẽ để lại những cái hậu quả nó còn khủng khiếp hơn là cái nỗi lo sợ về covid 19 và thế là ông đã chọn cái giải pháp là ông chích ngừa và cái kết quả là ông đã chết vì Covid-19. Thì trong những cái giây phút cuối cùng của bé chia sẻ lại là ông có nói với người vợ của mình là ông ước gì là ông đã chích ngừa đầy đủ thì ông sẽ không có cái kết cục như thế này. Và cái điều đáng mừng là cả hai cô cậu bé con của người đàn ông này đã có tên là Katie và Even là đều đã chích ngừa đầy đủ rồi, cho nên cô bé ngày hôm nay nói là chính truyền thông tin giả, loan cái tin giả về covid 19 chín cũng như là về vaccine đó chính là cái nguyên nhân để làm cho cái người cha đã qua đời một cách đáng tiếc như vậy. Thì cái ông Tucker Carlson là một cái người host rất là nổi tiếng và được nhiều người ở bên phía cánh hữu ái mộ thưa quý vị, thì trong suốt cái thời gian vừa qua là ông này nhiều lần nói là cái vaccine chống lại với covid 19 là không có hiệu quả, thậm chí là ông còn nói là cái chiến dịch của tổng thống Joe Biden mà cử người mà đi đến từng nhà gõ cửa từng từng nhà và kêu gọi từng người sắn tay áo lên mà chích ngựa. theo ông Tucker Carlson là một cái thảm họa xảy ra chưa có một cái thảm họa chưa có một cái scandal nào lớn nhất đã từng xảy ra trong cái cuộc đời của ông ông thấy đây là một cái hành động hết sức là khủng khiếp và suốt cái thời gian đó là ông Tucker Carlson nhiều lần chống đối kịch liệt về vaccine và đến hiện nay đó không rõ là ông này đã có chích ngừa vaccine hay chưa và thưa quý vị chuyển sang một cái tin tức khác liên quan đến Texas thì cái câu chuyện là cái tâm điểm của Texas là cái đạo luật đã uh, chống phá thai Mà đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 vừa rồi Thì quý vị biết rồi một cái luật chống phá thai rất là nghiêm ngặt Là sau khi có thai, người phụ nữ phát hiện là mình có thai đó uh, 6 tuần tuổi thì không được phá thai Thì có một vị bác sĩ ở Texas có tên là Alan Braid Người này ở San Antonio Và ông này nói là ông này vừa mới thực hiện một cái cuộc giúp cho một người phụ nữ phá thai đó chỉ 5 ngày sau khi cái đạo luật của Texas đã có hiệu lực tức là vào khoảng ngày 6 tây tháng 9. Ông biết rằng điều này ông vi phạm cái đạo luật của Texas vừa mới đưa ra nhưng mà cuối cùng ông đã chọn là giữ cho cái tính mạng, giữ cho cái quyết định và tôn trọng cái quyết định sáng suốt của cái người phụ nữ là cái bệnh nhân của ông, là khách hàng của ông. Thì ông vừa mới tuyên bố cái điều này phải nói là chỉ vài ngày trước đây thôi. Thì ngay lập tức ngày hôm nay đó thưa quý vị có một người đàn ông ở Arkansas đã phao một cái đơn kiện kiện cái ông bác sĩ này là vì đã vi phạm luật chống phá thai của Texas. Bởi vì sao vậy? Trong cái luật chống phá thai của Texas có một cái điều khoản là nếu như mà ai mà phát hiện ra có vị bác sĩ nào hay người nào đã trao đổi hay là thực hiện cái chuyện mà phá thai như thế này đó thì sẽ được nhận được 10.000 tiền thưởng thì ông một cái người đàn ông Arkansas đã pha cái đơn kiện như vậy thì không rõ là cái vị bác sĩ này sẽ lãnh chịu những cái hậu quả như thế nào nhưng đó là một cái hành động mới nhất liên quan đến chuyện Texas ở tối cao pháp viện thì vào ngày 1 tháng 12 người ta cũng sẽ nghe những cái phiên tranh luận về cái chuyện chống phá thai nhưng mà là ở Mississippi thưa quý vị thì ở Mississippi cái đạo luật chống phá thai thì nó khá là không có căng thẳng, không có nghiêm ngặt như ở Texas là bởi vì người phụ nữ sau khi mà phát hiện có thai 15 tuần thì mới không được phá thai thôi. Và ngày hôm nay đó hơn 500 những người phụ nữ từng là vận động viên nè hay là những người phụ nữ đã về hưu, họ đã viết một cái lá thư và ký tên vào đó và thỉnh nguyện và gửi đến tối ca pháp viện và yêu cầu hãy xem xét nghiêm túc bởi vì đối với họ họ lập luận là những người phụ nữ thì được quyền lựa chọn và có những cái quyết định đối với cái cuộc đời cũng như là sức khỏe và số mạng của mình và được biết là tối ca pháp viện sẽ mở cái phiên tòa để lắng nghe cái phần tranh luận vào ngày 1 tháng 12 sắp tới đây và thưa quý vị chuyển sang một cái tin tức liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump Ông Trump vào hôm cuối tuần vừa rồi lại đăng tải một cái lá thư mà ông đã từng gửi cho ông Brad Raffenberger là bộ trưởng hành chính của Georgia, yêu cầu là hủy sự xác nhận của tiểu bang về cuộc bầu cử năm 2020. Và ông Trump đăng tải lại cái lá thư này lên Twitter. Chính xác là cái người phát ngôn viên của ông Trump, thưa quý vị, như là một bằng chứng cái lá thư ông đã gửi cho Bộ trưởng Hành chính Georgia như là một bằng chứng để cáo buộc là cuộc bầu cử năm 2020 là hoàn toàn gian lận. Và cái lá thư đã được gửi ra vào hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 9 vừa qua trước khi xảy ra chắc quý vị cũng có biết là một cái cuộc biểu tình của hơn 700 người để tiến về Washington DC để kêu gọi phản đối cái việc bắt giữ những người đã từng tấn công vào tòa nhà quốc hội hôm ngày 6 tháng Giêng và chính ông Trump vào hôm thứ Bảy vừa rồi ông đã gọi những người mà bị bắt giữ trong cái chuyện mà tấn công vào tòa nhà quốc hội là những tù nhân chính trị và phía của ông Trump cũng đăng tải cái lá thư này để nhắc lại một cái lập luận là đối với ông là cái cuộc bầu cử năm 2020 là hoàn toàn giá gian lận. Và trong lá thư đó, ông Trump đã yêu cầu ông Bộ trưởng Hành chính của Georgia hãy xem xét là có cái sự gian lận đối với 43.000 phiếu bầu kiếm diện tại dH County đã vi phạm những cái quy định về gom phiếu và ông yêu cầu là làm sao đó phải hủy hết 43.000 lá phiếu này và yêu cầu của ông Trump đã dựa trên những cáo buộc của một trong những cái trang mạng ủng hộ ông Trump với tên gọi là Georgia Star News một cái tên mà nhiều người mới nghe thì tưởng là một trong những cái cơ quan truyền thông nào đó uy tín nhưng mà thật ra là chỉ là một cái trang mạng phát tán những cái thông tin không có căn cứ không có lập luận nào hết nhưng mà làm cho những cái người mà theo dõi tin tức thì họ vẫn cứ tin rằng cái cuộc bầu cử năm hai 2020 là gian lận và một trong những cái cái cáo buộc mà cái trang mạng cho Star News này đưa ra không phải là bằng chứng gì hết mà họ chỉ nói là bầu cử 2020 là gian lận và sau đó họ đưa ra những cái biên bản giao nhận các thùng phiếu của nhân viên thu phùng, uh, thùng phiếu tại các địa điểm và đem về trung tâm đếm phiếu chỉ là vậy thôi. Và chúng ta cũng biết là tại Georgia thì Tổng thống Joe Biden, lúc đó là ứng cử viên Joe Biden, đã thắng ứng cử viên Donald Trump là hơn 12.000 phiếu. Và ông chính ông bộ trưởng hành chính của Georgia nói là không có một cái cách nào hết và không có một cái nghi ngờ nào hết là Tổng thống Joe Biden đã thật sự thắng trong cái cuộc bầu cử ở Georgia vừa qua. Và một cái tin tức nữa liên quan tới cái tập đoàn Trump Organization thưa quý vị. Một luật sư là người bảo vệ cho ông giám đốc tài chính của Trump Organization là ông Waysenberg có nói là họ đang dự trù là sắp tới sẽ nhận thêm nhiều cáo buộc nữa liên quan đến những cái vi phạm về thuế của biện lý của tiểu bang Manhattan đưa ra và ông này nói là ông này khá là chắc chắn về điều đó bởi vì hiện nay thân chủ của ông luật sư này là ông Waysenberg là giám đốc tài chính của Trump Organization hiện đang bị nhận 15 cái cáo buộc là vi phạm thuế và lập những cái hồ sơ giả mạo về thuế, về uh, giấy tờ và đây là những cái tội rất là trầm trọng. Nhưng mà ông Weissenberg đã nói là mình không có Ông tuyên bố là mình vô tội trong những cái cáo buộc này và cái tập đoàn Trump Organization cũng có dính líu trong những cái cáo buộc như vậy. Tuy nhiên có một cái chi tiết là ông Trump thì hoàn toàn không có liên quan, không có dính líu và không có bị cáo buộc bất cứ một cái tội danh nào hết. Và luật sư của ông Trump có nói là kể từ hồi tháng 7 cho đến nay thì biện lý của tiểu bang Manhattan hoàn toàn không có liên lạc một chút nào đối với luật sư của ông Trump, chỉ có Trump Organization và um, phía giám đốc tài chính của uh, công ty của tập đoàn này là bị cáo buộc mà thôi và ông Trump không có bị bất kỳ một tội danh nào hết và ông cũng nói là Trump organization hoàn toàn hoạt động một cách rất là hợp pháp và rất là đúng đắn và những cái cáo buộc này chỉ là những cái một lần nữa là những cái cuộc săn lùng phù thủy và những cái lời tố cáo vô căn cứ mà thôi và phía luật sư của ông Weisenberg là giám đốc tài chính của Trump Organization đó, thưa quý vị đang cũng yêu cầu tòa là có thể là kéo dài thêm cái thời gian để chuẩn bị cho những cái phiên tòa sắp tới mà dự kiến là sẽ bắt đầu vào mùa hè của năm sau bởi vì họ nói là có 6 triệu giấy có 6 triệu hồ sơ giấy tờ mà họ cần phải sắp xếp lại và cần phải trình bày ở trước tòa cho nên là họ cần một cái thời gian rất là rộng để mà chuẩn bị cho những cái phiên tòa sắp tới và cái tin tức cuối cùng cũng là một cái tin khá là phải nói làm cho các bậc cha mẹ mà có con đi học dù ở cấp bậc nào cũng khá là lo lắng một lần nữa đó là câu chuyện xả súng tại trường học nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay trở thành cái breaking news của sáng đầu ngày đó là chuyện xả súng tại cái trường đại học ở nga ờ, xảy ra ở một cái trường cách thủ đô moscow khoảng 900 dặm thưa quý vị và hung thủ được nhìn thấy là sách một cái khẩu súng săn khá là dài và đi hiên ngang vào trường và sau đó là bắn chết 8 người và 28 người khác đã bị thương và được chuyển vào bệnh viện và như quý vị đang thấy trên màn hình đó là hình ảnh các sinh viên và thầy cô phải buộc phải nhảy qua cái cửa sổ tầng 1 để mà thoát thân và đây cũng phải nói là một cái thảm họa khá là kinh hoàng đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay còn ở Mỹ nè, ở Virginia nè thưa quý vị cũng ngày hôm nay ngày 20 tháng 9 cũng có một cái vụ nổ súng nhưng mà xảy ra tại một trường trung học và có hai người có hai học sinh đã bị thương và cái hung thủ mà nổ súng nó cũng là một trẻ vị thanh niên hiện đang bị cảnh sát bắt giữ. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.